Vatican trong buổi tiếp kiến giáo chiều sáng ngày 22 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha trình bày về việc cải tổ các cơ quan trung ương của tòa thánh hiện diện tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa lúc 10 giờ rưỡi có sự hiện diện của hơn 100 hồng y và giám mục cùng với một số chức sắc khác. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Thánh Cha mở đầu bài diễn văn với phần nói về ý nghĩa lễ Giáng sinh là lễ mừng sự khiêm tốn yêu thương của Thiên Chúa, đấng đã đảo lộn trật tự được coi là hợp lý của loài người. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh để làm cho nó phù hợp hơn với tin mừng, với những dấu chỉ thời đại, hướng tới điều thiện hảo và phục vụ của giám mục Roma. Giáo triều Roma không phải là một bộ máy bất động và cải tổ là dấu hiệu sinh động của giáo hội đang lữ hành vì thế giáo triều luôn luôn cần được cải tổ ngài nhấn mạnh rằng cuộc cải tổ chỉ hữu hiệu nếu được thực hiện với những người được đổi mới chứ không phải là với những người mới mà thôi không thể chỉ hài lòng với việc thay đổi nhân sự nhưng cần làm sao để các nhân viên tòa thánh canh tân về tinh thần về nhân bản và khả năng chuyên môn trong thực tế sự thường huấn là không đủ còn cần phải có sự hoán cải và thanh tẩy trường kỳ nếu không có sự thay đổi não trạng thì mọi nỗ lực cải tổ sẽ vô hiệu được thánh tra ám chỉ tới những chống đối kháng cự của cải tổ mà ngài đang thực hiện có những kháng cự công khai thường xảy ra từ thiện trí và sự đối thoại chân thành có những kháng cự thầm kín nảy sinh từ những tâm hồn sợ hãi hoặc chai đá được nuôi dưỡng bằng những lời trống rỗng miệng nói là sẵn sàng thay đổi nhưng thực tế lại muốn mọi sự vẫn như cũ và có những kháng cự ác ý nảy sinh từ những tâm trí méo mó và ý hướng xấu được biện minh với những lời cáo buộc nấp sau những truyền thống những vẻ bề ngoài hoặc những hình thức